Cha mẹ sợ Covid-19, bé trai phải cắt bỏ tình hoàn. Bé trai 5 tuổi bị đau và sưng vùng kín, mẹ sợ dịch Covid-19 nên đưa con đi khám ở bệnh viện gần nhà nhưng không cải thiện. Khi lên đến thành phố Hồ Chí Minh, bé đã bị hoại tử hai bên tình hoàn. Bé trai tên K, 5 tuổi ở Bình Dương được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều ngày quấy khóc. Bé bị đau và bầm vùng bìu. Trước đó khi phát hiện bìu trái của con sưng đỏ, mẹ bé đã đưa đến bệnh viện gần nhà khám bệnh. Bình thường mỗi khi con có chị ốm đau, chị vẫn đưa đến Phố Hồ Chí Minh thăm khám vì đường xá thuận tiện. Tuy nhiên, do dịch bệnh sợ Covid-19 lây lan, chị trì hoãn mãi. Khi ở quê, bé K được bác sĩ chẩn đoán là viêm tinh hoàn và kê thuốc cho uống. Một ngày sau, bé vẫn đau, mẹ lo lắng nên đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cả hai tinh hoàn của con vẫn không kịp cứu chữa đã bị hoại tử. Khi bác sĩ thông báo con trai phải làm phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, người mẹ đau đớn vô cùng. Chị không biết sẽ đối mặt với tương lai của con mình ra sao. Trong khi đó, bé H, 6 tuổi, quê ở Tiền Giang cũng bị đau vùng kín. Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Lành cho rằng con bị va chạm khi chơi đùa nên không để ý. Thế nhưng sau nhiều ngày bé H vẫn khóc lóc, người mẹ mới giật mình. Khi kiểm tra, chị Lành thấy bìu trái của bé hơi sưng đỏ, nhưng vì ngại dịch bệnh, chị mua thuốc chống viêm cho bé uống tạm. Đến ngày thứ 3, thấy con đau đớn, mẹ phát hiện cả vùng sinh dục của con đã sưng đỏ. Ngay lập tức, bé được đưa đến bệnh viện địa phương và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM để điều trị. Qua thăm khám làm chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nhận định bé H bị xoắn tinh hoàn, tình trạng bệnh rất nặng. Mặc dù ekip bác sĩ khẩn trương phẫu thuật xử lý nhưng đã quá trễ, bé phải cắt bỏ cả hai bên tinh hoàn. Tôi tưởng cháu bị côn trùng cắn, đâu biết con bị bệnh nặng như vậy. Sau này, nó có thể trưởng thành sinh con được hay không? Chị Lành khổ sở chia sẻ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bình An, khoa thận niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, hai trường hợp trên đều bị xoắn tinh hoàn nặng. Ekip bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn nhưng khi đó các bé đã bị tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn, gây hoại tử buộc phải cắt bỏ. Bác sĩ Bình cho hay, tình trạng hoại tử do xoắn tinh hoàn không hiếm gặp. Mỗi tuần, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thường phải phẫu thuật cho một trường hợp bé trai gặp vấn đề như thế này. Về sinh hoạt vệ sinh, trẻ ít gặp biến chứng nhưng về lâu dài, chuyện sinh lý và sinh sản sẽ không đảm bảo, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của trẻ. Bác sĩ cho biết xoắn tinh hoàn ở trẻ là một trong những nguyên nhân gây ra hội chứng bìu cấp. Biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân gây đau bìu khác như viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn, xoắn máu phụ tinh hoàn. Xoắn thần tinh và các cấu trúc bên trong thần tinh đưa đến tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, chậm trễ hay sai lầm trong chẩn đoán có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn. Trong vòng 6 tiếng từ khi khởi phát, nếu bệnh nhi được phẫu thuật sẽ hồi phục từ 90 đến 100%. Tuy nhiên, sau đến 12-24 tiếng đồng hồ, cơ hội gần như không còn. Sau khi tháo xoắn, tinh hoàn còn được đắp ấm khoảng 15 phút, nếu không được cải thiện tưới máu có thể vẫn bị cắt bỏ. Do đó, khi các bé trai than đau vùng kín, phụ huynh không nên chủ quan mà nên đưa đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám. Nếu không xử trí kịp thời, trẻ có thể sẽ không giữ được tinh hoàn và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản sau này. Đặc biệt khi trưởng thành, trẻ mất đi tinh hoàn hay chỉ còn một bên tinh hoàn cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý. Trước hậu quả trên, phụ huynh còn hết sức tỉnh táo, cân nhắc tình trạng bất thường của trẻ. Ngoài Covid-19, các bệnh lý khác vẫn tồn tại và ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của các bé. Tại Bệnh viện Nhi, việc phân luồng xét nghiệm thực hiện rất chặt chẽ, do đó cha mẹ không còn quá lo sợ tình trạng nhiễm Covid-19 mà bỏ qua cơ hội điều trị của con trẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.